Bạn đã được thưởng thức các món ăn ngon từ cua hoàng đế chưa? Ở Việt Nam, loài cua này còn được coi là món ăn dành cho giới nhà giàu vì giá của chúng rất đắt đỏ, lên tới hàng triệu đồng 1 kg. Thế nhưng tại các khu vực trên thế giới, ngành nuôi cua hoàng đế rất phát triển, giúp ngư dân có thể thu hoạch hàng triệu đô mỗi năm. Hãy cùng chúng tôi khám phá trang trại nuôi cua hoàng đế để xem cách ngư dân nuôi và thu hoạch loài cua đắt đỏ này như thế nào nhé! Cua hoàng đế là một loài cua biển được biết đến rộng rãi trên thế giới. Cua được xem như một trong những loại hải sản cao cấp nhất và thường được ưa chuộng trong thực đơn của các nhà hàng danh tiếng và quán ăn lớn. Vì vậy, người ta đánh bắt loài cua mang lại giá trị kinh tế cao. Ngành chăn nuôi cua hoàng đế phát triển sinh sản ở nhiều khu vực trên thế giới, nhưng có lẽ phát triển nhất là Alaska, Nga đến Nhật Bản, đến Nam Mỹ. Các nước này phát triển ngành nuôi trồng thủy sản bởi điều kiện tự nhiên tại đây cung cấp cho cua hoàng đế một môi trường sống lý tưởng và giúp cho chúng trở thành một trong những loại hải sản ngon nhất thế giới. Đánh bắt cua hoàng đế là một trong những công việc nguy hiểm nhất trên thế giới, nhưng cũng là nghề có thu nhập hấp dẫn. Là một công việc không hề đơn giản và cần được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Thời điểm câu cua phổ biến nhất là từ tháng 10. Có 4 cách thu hoạch cua kiếm hàng triệu đô của ngư dân, chúng ta hãy cùng theo dõi. Để phục vụ nghề đánh bắt cá thương mại sâu nhất ở Alaska, những chiếc tàu này được thiết kế để vượt qua vùng biển động. Ngư dân sử dụng một cái bẫy hình hộp bao gồm một khung thép phủ lưới ni lông, đặt mồi vào bên trong, sau đó thả chìm xuống đáy biển nơi cua hoàng đế cư trú và được thả theo một đường thẳng để dễ lấy hơn. Sau 1 đến 2 ngày, cái lồng sắt được kéo trở lại trên thuyền và được ngư dân phân loại sản phẩm đánh bắt. Con nào không đạt yêu cầu quy định về kích thước, giới tính sẽ bị ném trở lại biển. Ngư dân phải vận chuyển ngay cua hoàng đế đến cảng cá, nơi chúng được bảo quản. Trong quá trình chuyển về đất liền, chúng được cấp oxy từ máy bơm nước đá để đảm bảo độ tươi ngon. Còn một số ít người dân đánh bắt cua bằng cách lặn xuống dưới biển. Họ mặc đồ lặn và đeo trang thiết bị lặn để tiếp cận trực tiếp với cua dưới đáy biển. Họ dò quanh chỗ cua cư trú và thường vây quanh nhau tại một điểm. Ngư dân chọn lọc từng con vào thả chúng vào chiếc túi lướt vừa kích cỡ và trọng lượng có thể đem lên thuyền.
Bạn có biết tại khu vực gần Bắc Cực, nơi mà cư dân sinh sống tại điều kiện khắc nghiệt nhất, sẽ thu hoạch cua hoàng đế bằng cách nào không? Người dân sử dụng cần câu có chứa mồi để câu từng con cua dưới lớp băng dày hơn 30cm. Họ sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tạo ra một cái hố trên mặt băng và tiến hành câu cá, câu cua. Thủy hải sản cung cấp nguồn thực phẩm giàu protein và chất dinh dưỡng cho những cư dân bản địa. Khi cua được đưa về nhà máy chế biến, sẽ được rửa sạch với nước. Sau đó, đem đi bóc tách thành từng bộ phận và chia đều nhau bởi vì chúng được đem ra thị trường bán với giá thành khác nhau. Sau khi được phân loại xong, đem đi khử trùng lại với nước khử tạp chất. Sau vài tiếng thì đem đi đóng gói trong những bao bì lớn và đóng vào thùng để đem ra ngoài thị trường tiêu thụ. Tại Việt Nam, cua hoàng đế được bán tại các cửa hàng thủy sản với giá thành đắt đỏ. Loại cua này cũng được chế biến thành nhiều món ăn ngon hấp dẫn. Bạn đã thưởng thức món ăn từ cua hoàng đế chưa? Hãy để lại ý kiến dưới bình luận để chúng tôi được biết những ý kiến của các bạn nhé! Cua hoàng đế là một loại hải sản phổ biến, tuy nhiên không phải ai cũng nên ăn cua hoàng đế. Nó cung cấp chất đạm và dinh dưỡng. Cua hoàng đế chứa nhiều chất đạm và dinh dưỡng như protein, vitamin B12, sắt, đồng, kẽm và selen, tốt cho tim mạch. Cua hoàng đế có chứa axit béo omega 3, một chất chống viêm và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, lượng tiêu thụ và giá thành khá đắt đỏ. Cua hoàng đế có thể chế biến thành nhiều món ăn giàu dinh dưỡng và bạn có thể thưởng thức tại các nhà hàng. Chắc chắn bạn sẽ được thưởng thức món cua tươi ngon nhất. Chim sơn cá là điều chúng ta thường thấy trong tự nhiên, nhưng ngược lại, cá sơn chim thì có lẽ chỉ có tại nước Mỹ, bởi những con cá chê khổng lồ này là loài xâm lấn mạnh mẽ và đáng sợ, mang đến nhiều thiệt hại lớn về hệ sinh thái cho các bang ở Hoa Kỳ. Có lẽ nhiều bạn đang tiếc nuối vì tại sao những con cá chê khổng lồ này không có tại Việt Nam. Và sau khi theo dõi hết video ngày hôm nay thì có thể rất nhiều người mong muốn sang Mỹ để thay thế cư dân của họ chống lại loài xâm lấn này.
Nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ để xem tác hại của các loài cá khổng lồ và cách người Mỹ đối phó với chúng như thế nào nhé. Thủy quái đe dọa hệ sinh thái ở Mỹ lại là món khoái khẩu của Việt Nam. Tại các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì cá tre, cá nóc, cá lăng là món ăn khoái khẩu của nhiều người, được chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng, cung cấp chất dinh dưỡng cho người già và trẻ nhỏ. Nhưng tại Hoa Kỳ, chúng là những loài phá hoại hệ sinh thái nổi tiếng, gây thiệt hại lên tới hàng triệu đô la cho các bang. Tại đây, họ gọi những loài cá này là cá da trơn vì đơn giản chúng không có vảy. Cá da trơn được đưa vào khu vực vịnh Chesapeake, dọc theo bờ biển giữa Đại Tây Dương của Hoa Kỳ vào những năm 1970 và 1980, nhưng gây ra những hậu quả không lường trước được. Với sự sinh sản mạnh mẽ và sức ăn khủng khiếp, những đàn cá da trơn đã nhanh chóng xâm chiếm các khu vực sông ngòi, ao hồ và ngày càng lan rộng ra nhiều bang khác. Chúng có thể ăn mọi thứ từ thảm thực vật đến các loại tảo. Vì vậy, nơi nào có cá da trơn sinh sống, nơi đó thảm thực vật bị tàn phá nặng nề. Hơn nữa, một nghiên cứu về chế độ ăn trên quy mô lớn đã tiết lộ rằng cá da trơn tiêu thụ các loài có nhu cầu bảo tồn và có tầm quan trọng về mặt kinh tế, bao gồm cả các loài hiện đang được quản lý với lệnh cấm thu hoạch. Cá da trơn ăn trứng và ấu trùng của nhiều loại cá khác, phá hoại môi trường sống của nhiều loại thủy sinh, bản địa, khiến chúng phải di rời đến nơi khác. Những loài cá này có sức phá hoại mạnh mẽ nên chúng phải nằm trong danh sách cần được tiêu diệt mạnh mẽ để bảo tồn hệ sinh thái. Có nhiều biện pháp được đưa ra như sử dụng điện hay giải độc để ngăn chặn sự phát triển quá mức của cá da trơn nhưng có vẻ như rất hạn chế. Nhiều bang kêu gọi người dân thực hiện săn bắt cũng như ngăn chặn sự xâm lấn của cá da trơn. Nhiều người Mỹ đã hưởng ứng và họ sử dụng cần câu cho những chuyến đi câu của mình. Phương pháp này tuy không tiêu diệt được nhiều cá nhưng rất hiệu quả vì cá da trơn rất dễ cắn câu. Chỉ cần những dụng cụ đơn giản là một chiếc cần câu, một ít mồi câu và chiếc thuyền nhỏ là bạn có thể dễ dàng câu cá da trơn trên những con sông lớn. Và chắc chắn ở môi trường rộng lớn này, bạn cũng dễ dàng câu được những con cá có kích thước khổng lồ.
Bạn đã từng thấy con cá da trơn nào có kích thước lớn như vậy chưa? Thật đáng kinh ngạc khi những con cá này sống ngoài tự nhiên lại có thể phát triển đến như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu không có kinh nghiệm câu cá thì chắc hẳn người câu cá sẽ bị cá lôi xuống nước. Vậy nên hãy cẩn thận nếu chưa có kinh nghiệm đi câu nhé! Chúng ta có thể thấy, chỉ một khúc sông hay một hồ nước đã sinh sống rất nhiều cá da trơn. Điều này cho thấy số lượng cá da trơn phát triển quá mức như thế nào. Chúng cũng sinh tồn mạnh mẽ trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả thời kỳ khô hạn kéo dài. Với sức sống mãnh liệt như vậy, cá da trơn trở thành một trong những sinh vật bị căm ghét nhất tại Mỹ và đa số người dân không ăn loại cá này. Thông thường, những con cá da trơn được làm thức ăn cho chó mèo hoặc loài vật nuôi trong trang trại khác, một phần vì người Mỹ cho rằng những con cá trên này là nguồn cơn của vi khuẩn và chất độc, bởi thịt của chúng được nghiên cứu là có chứa một lượng nhỏ thủy ngân, mặc dù lượng nhỏ không gây nguy hại cho con người. Họ cũng cho rằng cá da trơn ăn mọi thứ nên thịt của chúng không hề ngon, nhưng chắc chắn một điều là họ chưa biết cách chế biến cá da trơn. Cá chiên, cá kho, cá luộc, cá chê nướng là những món khoái khẩu mà người Việt Nam thường chế biến với những loại gia vị đặc trưng. Có người còn ví von rằng họ có thể ăn hết cả một nồi cơm chỉ với món cá chê kho riềng. Còn bạn cảm thấy chế biến những con cá chê khổng lồ này như thế nào để có hương vị đặc trưng thơm ngon nhất? Người Mỹ không ăn thịt cá chê, nhưng tôi chắc chắn rằng một khi các món ăn này được bày lên bàn nhậu thì tất cả món ngon khác không thể sánh bằng. Rất tiếc khi những con cá da trơn khổng lồ rất ít thấy ở Việt Nam, nếu không chúng ta có thể cải thiện bữa ăn rất nhiều, đúng không các bạn? Thưởng thức các món ăn từ các nhà hàng 5 sao Michelin là điều xa xỉ đối với số đông dân cư trên thế giới, nhưng điều này lại quá đỗi bình thường đối với các trang trại lợn ở Las Vegas. Bạn có tin rằng có các trang trại lợn được chăn nuôi bằng thức ăn từ nhà hàng 5 sao Michelin không? Đó là sự thật và lợn được ăn những thức ăn được chế biến từ tay của các đầu bếp nổi tiếng thế giới. Vậy ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tham quan trang trại của những chú lợn này nhé! Trang trại lợn tại Las Vegas nuôi lợn bằng thức ăn từ nhà hàng 5 sao Michelin. Nhắc đến nhà hàng 5 sao Michelin, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến nhà hàng sang trọng nổi tiếng nhất thế giới với những món ăn tuyệt hảo và giá cả đắt đỏ. Đây là các nhà hàng mà không phải ai cũng có thể đặt chân đến và thưởng thức món ăn, để thấy mức độ sang trọng và xa hoa của nó. Thế nhưng, giống như bất kỳ các nhà hàng ẩm thực khác, câu hỏi đặt ra là các món ăn sau khi thực khách sử dụng mà còn thừa lại sẽ được xử lý như thế nào? Sẽ có nhiều câu trả lời được đưa ra là vận chuyển đến bãi rác. Thế nhưng điều này không chỉ khiến số lượng lớn lương thực bị lãng phí mà còn khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng.
Trong khi đó, các chủ trang trại lợn thì đang đau đầu về vấn đề chi phí thức ăn chăn nuôi. Bất kỳ chủ trang trại nào cũng muốn đàn lợn tăng trưởng tốt mà vẫn tiết kiệm chi phí. Vì vậy, một giải pháp thiết yếu là biến những thức ăn thừa đó thành thức ăn chăn nuôi. Người ta tận dụng thức ăn dư thừa từ các khách sạn và sòng bạc ở thành phố triệu đô Las Vegas để nuôi lợn. Với ý tưởng này, chủ trang trại muốn tái chế tất cả rác thải từ các khách sạn và sòng bạc lớn, không chỉ rác thải thực phẩm mà còn tất cả các rác thải khác từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Khi chất thải thực phẩm được vận chuyển bằng xe tải từ Las Vegas, nó sẽ được đựng trong thùng chứa hoặc trong bao bì bìa cứng. Trước khi đổ vào phễu, bao bì sẽ được lấy ra, băng chuyền sẽ đưa thức ăn thừa đến máy ép. Tại đây, tất cả chất hữu cơ được ép ra khỏi bao bì. Sau đó, thức ăn thừa được chuyển sang nồi hơi lớn. Trong quá trình này, cặn nhựa và kim loại sẽ bị nam châm hút đi. Trong một chiếc bể lớn, thức ăn thừa được trộn với nước và đun sôi trong nửa giờ ở nhiệt độ 230 độ C. Tất cả thức ăn thừa biến thành dạng lỏng, sau đó được đưa đến thùng chứa. Từ đây, nó được vận chuyển bởi một chiếc xe bồn và đổ đầy 6 lần một ngày vào các máng thức ăn dài trong các chuồng riêng lẻ. Như vậy, mặc dù trang trại lợn tiêu thụ thức ăn thừa từ các nhà hàng nhưng không cho ăn trực tiếp mà trải qua quá trình xử lý loại bỏ cặn nhựa và kim loại. Quá trình đun sôi ở nhiệt độ cao giúp khử trùng hiệu quả, đảm bảo sức khỏe cho lợn. Quá trình biến lượng lớn thức ăn thừa trở thành thức ăn lỏng để dễ dàng tiêu thụ. Như vậy sẽ giúp lợn hấp thụ tốt hơn trong giai đoạn bộ béo. Các trang trại chăn nuôi Las Vegas, nơi hàng nghìn con lợn sống dựa vào thức ăn thừa từ các nhà hàng triệu đô đã trở nên ngày càng phổ biến. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng cho lợn ăn thức ăn thừa được công nhận là cách ưu tiên hơn để giảm lãng phí thực phẩm so với các phương pháp phân hủy sinh học và ủ phân. Hàng nghìn con lợn của trang trại chỉ được cho ăn thức ăn thừa đã được nấu chín. Xe tải chở từ 25 tấn đến 35 tấn thực phẩm mỗi ngày từ các nhà hàng ở giải Las Vegas đến trang trại. Việc cho lợn ăn thức ăn thừa đã được liên bang chấp thuận nhưng không được áp dụng rộng rãi tại các trang trại ở Hoa Kỳ, vốn ủng hộ chế độ ăn kiêng gồm ngô, lúa mì và bột đậu nành. Công ty chăn nuôi Las Vegas có lợi thế là gần một nguồn phế liệu lớn và đang xây dựng một hệ thống cho phép công ty tiếp nhận nhiều hơn nữa. Khoảng 90% khẩu phần ăn của lợn đến từ các nhà hàng, sòng bạc ở Las Vegas, giải quyết vấn đề lớn về xử lý thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, nếu các nhà hàng hay sòng bạc bị buộc ngừng hoạt động khi đại dịch xảy ra thì sẽ như thế nào? Khi đó, hàng nghìn con lợn sẽ không có đủ thức ăn vì trang trại đã bị phụ thuộc quá nhiều. Vì vậy, việc chăn nuôi lợn bằng thức ăn thừa sẽ gặp rủi ro nhất định. Những trang trại lợn tại Las Vegas sẽ tiêu thụ thức ăn thừa và hàng trăm nghìn người dân tại đây cũng sẽ tiêu thụ thịt lợn tại trang trại.
khi những con lợn đã đến độ tuổi xuất chuồng sẽ được vận chuyển đến nhà máy chế biến. Mỗi ngày nhà máy có thể xử lý hàng nghìn con lợn nhằm cung cấp lượng thực phẩm tiêu dùng cho người dân và các nhà hàng hay khách sạn. Tất cả công đoạn đều được xử lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thịt được phân chia và đóng gói theo quy trình hiện đại nhất. Thịt lợn cũng được chế biến thành nhiều món ăn ngon qua tay của những đầu bếp nổi tiếng thế giới tại các nhà hàng, khách sạn. Nếu đã được thưởng thức tại các nhà hàng, hãy để lại ý kiến của các bạn để chúng tôi được biết nhé! Bạn có sẵn sàng bỏ ra 1.000 đô chỉ để được ăn, ngủ cạnh lợn không? Hẳn là rất nhiều bạn sẽ nghĩ rằng đó là điều điên rồ. Nhưng thực tế, những người Trung Quốc sẵn sàng chi trả hàng nghìn đô la chỉ được ngắm nhìn, sinh hoạt cùng những con lợn. Vậy, sống lợn đó có gì đặc biệt? Mời các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Tại sao du khách sẵn sàng trả 1.230 đô để được ngủ cạnh lợn? Có lẽ tất cả chúng ta đã rất quen thuộc với những bảo tàng lịch sử hay bảo tàng khảo cổ rồi, nhưng bạn đã được nghe đến bảo tàng lợn bao giờ chưa? Có vẻ khá xa lạ với nhiều người, thế nhưng bảo tàng lợn được xây dựng thực tế tại đất nước Trung Quốc, phục vụ cho những du khách có nhu cầu tham quan, tìm hiểu mọi sinh hoạt của lợn. Trong lịch sử hàng nghìn năm của Trung Quốc, con lợn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của người dân. Không chỉ là nguồn thực phẩm bền vững mà nó còn tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng của gia chủ. Khi sở hữu số lượng lợn lớn nuôi trong gia đình, có rất nhiều giống lợn truyền thống của Trung Quốc tồn tại hàng nghìn năm, tiêu biểu nhất phải nói đến là giống lợn hai màu kim hoa. Chúng có đặc điểm đôi tai cụp xuống, đầu, cổ, mông và đuôi có màu đen, phần còn lại của cơ thể có màu trắng. Vì hai màu đen trắng đặc trưng nên lợn kim hoa còn được coi là lợn gấu trúc của Trung Quốc. Với tên gọi như vậy, bạn có thể tưởng tượng chúng được coi là quý hiếm như thế nào rồi đấy. Lợn hai màu kim hoa là giống vật nuôi địa phương, được bảo vệ trọng điểm và được đưa vào trong danh sách tài nguyên giống gia súc và gia cầm quốc gia do Bộ Nông nghiệp cấp. Đây cũng là giống lợn nội địa duy nhất của Trung Quốc được lựa chọn kỹ càng để đưa vào danh sách bảo vệ của Hiệp định Chỉ dẫn Địa lý EU, EVFTA.
Vì được coi là giống lợn bảo tồn nên việc tham quan bảo tàng lợn thu hút lượng lớn khách du lịch ghé thăm. Để góp phần bảo tồn giống heo này, một trang trại rộng lớn dành riêng cho chúng được xây dựng. Nơi đây còn thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan. Họ sẽ có những trải nghiệm lưu trú độc đáo. Khách du lịch có thể ở trong phòng xem lợn với giá 8.888 nhân dân tệ, khoảng 1.000 đô mỗi đêm. Cái gọi là phòng Big View thực chất là ngủ với lợn một đêm. Tất nhiên, không phải là ngủ trực tiếp mà căn phòng được thiết kế cạnh chuồng lợn. Qua kính có thể nhìn thấy một đàn lợn từ lớn đến nhỏ đang ăn uống và ngủ. Ngoài việc được tham quan và ngủ cạnh lợn, các du khách có thể vui chơi thoải mái ngay trong khuôn viên. Vì thực tế, bảo tàng lợn là một khu du lịch sáng tạo, đây không phải là một trang trại lợn thông thường. Người chủ đầu tư xây một khu vực chuồng lợn mang hình dáng lâu đài, có sân vườn, khu vui chơi, chuồng lợn khép kín và không có mùi hôi. Du khách có thể quan sát toàn bộ quá trình chăn nuôi lợn từ mang thai cho con bú, heo con đến vỗ béo. Mô hình du lịch này được đánh giá là mang tính giáo dục rất cao. Giống lợn Kim Hoa có sự phát triển chậm hơn nhiều giống lợn khác. Hơn nữa, lượng thịt cũng không cao nên chúng không được ưa chuộng trong các trang trại chăn nuôi thương mại. Hiện nay, các chủ trang trại quy mô lớn đã lựa chọn những giống lợn có kích thước lớn và khả năng sinh trưởng cao để nuôi dưỡng. Những giống lợn này chủ yếu được chăn nuôi và vỗ béo trong vòng 6 tháng. Mỗi con lợn có trọng lượng khoảng 100-150 kg có thể xuất chuồng. Mỗi trang trại lớn có thể chăn nuôi hàng chục nghìn con lợn mỗi năm phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân. Vì quỹ đất ngày càng khan hiếm nên Trung Quốc đã xây dựng một tòa chung cư 26 tầng chỉ để chăn nuôi lợn. Mặc dù trang trại mô hình chung cư nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh vì chất thải lợn không gây ảnh hưởng đến môi trường. Việc chăn nuôi lợn Kim Hoa quy mô lớn mặc dù không được phổ biến rộng rãi nhưng chúng lại là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất món giam bông Kim Hoa nổi tiếng trong ẩm thực Trung Quốc. Giam bông Kim Hoa có hương vị đậm đà và thịt khá chắc, khiến nó gần giống với kiểu dáng và chất lượng hơn với giam bông Iberico và Prosciutto di Parma. Lượng gấu trúc được lựa chọn để chế tạo giam bông Kim Hoa vì đặc tính da mỏng, một lớp mỡ trắng nhẹ, cơ bắp săn chắc và xương ống chân thon dài, không dễ dàng bị gãy. Để trở thành những chiếc giam bông Kim Hoa đích thực, những chiếc chân này được cắt tỉa sao cho có hình dạng giống như những chiếc lá tre. Sau đó, chúng được muối từ 25 đến 35 ngày một lần với tổng số 6 lần. Sau khi hoàn thành các bước đó, giam bông được rửa sạch, sấy khô và tạo hình.
Sau đó, đặt trong môi trường tối, được kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong khoảng từ 6 tháng đến 8 tháng để lên men trước khi các chuyên gia kiểm tra nhằm xác định chất lượng. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi, hy vọng đã mang đến cho các bạn một chủ đề thú vị. Đừng quên hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.